Ngày 23 tháng 6, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng hạ viện Nga cho biết, Moscow có thể thay đổi quy định về thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cảm thấy các mối đe dọa đang gia tăng. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov cho biết thời điểm Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế. Ông Katapolov cảnh báo nếu nhận thấy những thách thức và mối đe dọa đang gia tăng, Nga sẽ sửa đổi một số điều trong học thuyết hạt nhân liên quan đến thời điểm và điều kiện đưa ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng còn quá sớm để thảo luận về những thay đổi cụ thể. Học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga nêu rõ Tổng thống có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường khi sự tồn vong của nhà nước Nga bị đe dọa. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 6 này cho biết Nga không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân để chiến thắng trong xung đột tại Ukraine, tuy nhiên ông cũng không loại trừ khả năng thay đổi học thuyết hạt nhân về điều kiện sử dụng loại vũ khí này.